Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão. Thầy đang có mặt tại chùa Vạn Đại Phước, Hà Tĩnh. Đứng bên cạnh thầy là Đại Đức Thích Tâm Quả, Sư Tăng chùa Hoằng Pháp, hiện đang trông nom ngôi chùa và hướng dẫn các Phật tử tại địa phương tu học. Bây giờ xin mời thầy Tâm Quả có thể giới thiệu sơ về cái ngôi chùa này cho quý Phật tử gần xa được biết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý Phật tử. Ngôi chùa này là một ngôi chùa tên là Vạn Đại Phước. Ngày xưa nó là ngôi chùa cổ tên là Vĩnh Phúc. Thời chiến tranh đó, khoảng năm 68 và năm 72, hai năm đó thì đánh bom rất là nhiều và người dân ở khu này cũng phải sơ tản luôn. Vì vậy nên ngôi chùa đã trở thành phế tích. Ngôi chùa Vĩnh Phúc được Phật tử Trần Khánh Toàn tháng 7 năm 2015 thì bà thấy là các Phật tử ở đây vẫn là tụng kinh trong một cái ngôi nhà rất là sập xệ, nhỏ, nên là bà đã phát tâm xây dựng lại từ đầu ngôi Tam Bảo này. Và bà đặt tên mới lại từ Vĩnh Phúc sang Vạn Đại Phước, muốn cho ngôi chùa này được miên viễn lâu dài. Ngôi chùa Vạn Đại Phước khoảng 3 hecta. 2015 thì bắt đầu xây nhà bếp trước, xong tiếp tục xây khu nhà tăng, nhà tổ và chánh điện. Hiện tại chánh điện phía sau lưng của Tâm Quả là chánh điện vẫn đang tiếp tục xây dựng. Tháng 5 năm 2021, Chư Tăng chùa Hoằng Pháp được Phật tử Trần Khánh Toàn cũng như Phật tử tại địa phương thỉnh mời về đây để hướng dẫn đạo tràng tu học. Lúc mới tới thì chỉ nền đất và cây, thì mình trồng thêm hoa và mình bố trí rất nhiều chậu kiểng. Phía trước này đã được xây dựng để thờ các vị A-la-hán. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin mời trên sư phụ cùng quý Phật tử vào tham quan ngôi chùa. Sư phụ, trước Tết con có xây hai bên cái cổng này nên là vẫn chưa xong nên vẫn còn đóng cát. Cái này sẽ tô tiếp. Đá này là bà làm trước hay là mới cái cổng này? Bạch sư phụ, là lúc con về đây thì cái cổng có 4 cái trụ thôi, rồi bên kia chưa dựng lên, đá đặt ở bên kia và bắt đầu dựng lên cổng lên. Rồi cái cổng nhôm này thì cũng mới làm lên gần đây ạ. À. Bạch sư phụ, cái trống này thì cũng mới về trước Tết ạ. À. Đây là cái trống. Dạ. Cái nhà này chắc mới xây sao á, phải không? Dạ, bà sư phụ. Mới xây. Dạ, mới xây. Tại vì cái xây chùa xây từ sau đây trước. Đầu tiên xây khu bếp, trong khu nhà tăng, nhà tổ, chánh điện, rồi mới tới này, mới tới phía trước, bà sư phụ. Bên đây là cái lầu chuông. Bà sư phụ, lầu chuông. Cái mái này lợp nó không có được ấy nè. Dạ. Nó hở quá, nó hở. Biết là phải sư phụ, ở dưới nó là gỗ nên là nó không có bằng như xi măng bê tông. Đây là cái Đại Hồng Chung. Dạ, bạch sư phụ, Đại Hồng Chung ạ. Đại Hồng Chung này tiếng nó rất là thanh, bạch sư phụ. Dạ. Đây là chánh điện. Chánh điện đang làm chưa Phật xong phụ, đang làm chưa xong. Phật tử Trần Khánh Toàn xây dựng, còn khi làm thì người dân ở đây đều đến phụ đưa ngói, đưa gỗ lên để xây ạ. Trong này làm bằng gỗ hết hả?
Dạ, bạch sư phụ bằng gỗ ạ. Ồ. Các ngôi chùa ở miền Bắc, miền Trung không khí nó rất là lạnh ẩm nên là gỗ là cái chất liệu bền chịu với thời gian mưa nắng không khí. Gỗ. Dạ. Ôm. Dạ, bà sư phụ ôm. To ôm không hết rồi. Ôm không hết. Chưa hết luôn. Dạ. Ê. Hử? Phải. Bà sư phụ, ở đây là các cái cửa rồi, các cái ván để cho làm bục quý thầy ngồi đều chuẩn bị hết rồi. Bạch sư phụ, đây là cái di tích ngày xưa nó cũng như này, nó màu trắng bằng đá như thế này ạ. À, cái này nó là cái gì ta? Giống như hình cây khánh nhưng mà nó bằng đá. Cái khánh? Dạ. Đâu, đâu, cái ngày xưa, cái trước, ngày xưa là nó cho nên nó có ổ bi nó lăn được mà chiến tranh nó hư nên là giờ lại bằng cây sắt nên nó không có chạy được. Ba về á, dạ Phật. Đây là Phật. Sư phụ. Đây là nhà tổ nhưng mà làm chánh điện tạm. Bạch sư phụ, nhà tổ phía sau, khi nào phía trước đây xong con sẽ cho phía sau này sẽ trở thành nhà tổ ạ. Đúng rồi, bây giờ là đây là chánh điện tạm. Dạ bạch sư phụ, chánh điện tạm. Nhưng mà sau này nó là nhà tổ. Dạ, sau này nhà tổ. Đúng rồi. Chánh điện tạm. Không làm bằng gỗ hết hả? Bạch sư phụ, dạ bằng gỗ. Đẹp quá. Nhìn nó đã là cổ kính. Cổ kính. Sư phụ. Đây là cái khu nhà bạch sư phụ, dạ khu nhà khách. Bạch sư phụ, đây là phòng khách đầu tiên. Phòng khách. Phòng dạ. Khách ngồi. Dạ, dạ quý thầy. Quý thầy đến thăm. Đây dạ. Cũng phòng khách luôn. Dạ bạch sư phụ, phòng khách ạ. Dạ. Còn đây là phòng nghỉ, nhà tổ tạm ở đây hả? Dạ bạch sư phụ, nhà tổ tạm. Nếu mà sau này thì sẽ làm thành nhà tăng khi tăng đến. Không, chắc là làm nhà khách hay nhà gì đó. Dạ, bạch sư phụ khách. Sau này để cái hình tổ làm cái giá đó. Dạ, bạch sư phụ. Dạ. Có cái giá để dựng lên, để dựa thì nó không được. Sư phụ, dạ con thỉnh ở chùa Hoàng Pháp về nên con chưa biết thỉnh cái đế nó như thế nào. Ta làm giá gỗ đó xong rồi mình để vô cái... 2-3 ngày trước thì ở đây nhiệt độ tối có khi xuống 15 độ, có khi xuống 13 độ, nên là rất là lạnh. Cái này là giống như cái nhà sàn hả? Dạ, bạch sư phụ, nhà sàn ở dưới sẽ là chai đường, ở trên này khi Phật tử đến thì sẽ nghỉ lại, tự nghỉ lại qua đêm. Cũng làm gỗ hết hả ta? Dạ, bạch sư phụ bằng gỗ. Gỗ hết. Sư phụ, đây là nhà sàn, dưới đây là chai đường. Trên đây Phật tử đến thì sẽ nghỉ lại. Bạch sư phụ, phía bên đây là cái cổng phụ, mặt bên đó cũng là đường. Bạch sư phụ, đây là nhà bếp. Sau lưng nhà bếp là nhà vệ sinh Phật tử. A Di Đà Phật, các bà Phật tử, sư phụ đến. Đây nhà bếp đây. Dạ. Thăm nhà bếp. Thăm nhà bếp. Cái đất đây cũng của chùa hết. Bạch sư phụ, hết cánh đồng này là của chùa. Mình nhìn thấy cái bờ đê đó, bờ đường đi đó là chùa sai ạ. Từ bờ đê đó vào đây, nói chung đất cỏ này không là của chùa. Bạch sư phụ, chỗ này để trồng rau. Mấy bữa trước thì kín xanh hết nhưng mà mới ăn. Dạ. Bạch sư phụ, cầu thang đi lên phía bên kia ạ. Cái này nó bị giác. Giác. Cái cây này không được tốt. Không phải, mọt đó. Cái mối gì? Mọt là những cái cây nó
nó bị giác lắm. Dạ. Cây lõi thì nó không sao mà giác là nó bị dễ bị mọt nó ăn. Chứ còn lõi thì mọt nó không ăn nổi. Lên thử coi cái nhà thì nó làm sao. Thử về đây tối có thể nha, có chỗ này nghỉ ha. Ồ, dạ. Rải mình mong. Cũng còn tối, sau này là thêm bóng đèn. Có được cái nhà này tốt quá. Phật tử mà có ngủ nghỉ lại có chỗ được. Mà ở đây mà có chỗ ngủ là phải có chanh, mềm chanh rồi. Bà sư phụ, chỗ đây là cái nhà vệ sinh mà con chưa lắp bồn cầu, chưa lắp. Cũng có trên này luôn hả? Nhà mà con chưa lắp ạ. À, vậy cũng hay. Bà sư phụ thì mình gối Phật tử thì con để ngay bên kia thì Phật tử tới là chỉ cần trải ra và sử dụng. Nhưng mà bụi lắm, cái này chắc phải sau này mình phải kiếm để làm đóng một cái gì đó. Dạ. Để nó vào chứ. Nhà này làm Tết cho Phật tử họ đến. Dạ, bạch sư phụ. Không, mời sư phụ đi qua hướng đó. Cái này mình để trong này không biết người ta có vô tới không ta? Dạ, bạch sư phụ, dạ người ta đi sẽ đi theo cái đường từ trước đi vô từng mô hình đây xong hả? Sẽ tới mô hình này. Có mấy xích đu nữa nè. Bò nó đang nó vô kìa. Nó thấy vui quá nó vô kìa. Đó. Nhưng mà không biết Tết họ có đến đây không ta? Có thấy có đến không? Dạ bạch sư phụ có ạ. À. Ngày mùng 1 về 200 người bạch sư phụ. 10 phút. Bạch sư phụ, miếng đất này cũng là của chùa ạ. Và thờ các vị A-la-hán. Bạch thầy, đất mình tới đây ạ, sư phụ. Tới cục đá đây ạ. Bờ rào mình tới đây. Dạ. Trụ đá trên là gỗ. Trụ đá trên là gỗ. Dời được. Dời được. Thì nếu vậy thì đẹp, ở đây nhìn ra ngoài này là cái tượng Đức Phật Thích Ca. Và khi người ta đi ngang nhìn đẹp, hai bên mình sẽ bố trí 18 vị A-la-hán này lại. Dạ. Đức Phật nói nha, khi chúng ta sinh ở trên cuộc đời này mà mình chết, nếu chưa giác ngộ, chưa tu chứng được quả A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Phật, thì chúng ta phải đi luân hồi lục đạo. Hiểu không? Luân hồi lục đạo. Lục đạo là gì? Là 6 cái cảnh giới. Khi chúng ta chết thì tùy theo cái nghiệp phước báo mà mình luân chuyển trong 6 cái cảnh giới. Đó là gì? Địa ngục. Gì nữa? Ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời.